chuẩn bị tới miếu rồi. Anh được không? Được. Dễ quá. Đây là Hù Châu Miếu. Các bạn đi tham quan vòng vòng Hù Châu Miếu nha. Nắng nên nó hơi chói chút. Con rồng, rồng này được lắp ghép mấy miếng sành sứ này bằng mấy miếng sành miếng chén rồi ta ghép lại không. Mỗi lần trong kia bồ câu nhiều lắm, chắc giờ còn nãy mình không có dòm lên nóc. Vậy đi vòng vòng đi. Mấy chị em mấy người đi từ sướng đi, tôi đi quay phim nha. Kêu chồng theo làm nhiếp ảnh gia đi. Đi theo chụp hình cho nó kìa. Đi quay phim. Đây bồ câu nhiều lắm. Giờ mình đi vòng vòng ngoài đi. Chút mình vô trong. Chút vô trong tham quan ở trong. Đây là nó phóng sinh, nó nuôi rùa. Đây, rùa nằm này. Quá trời rùa luôn ha. Mấy con nó ngầm nước dưới gầm ghiêu quá trời. Nãy bên kia nó bán chắc qua đây để thả cho đây nuôi. Rồi đây ai cũng mua đông quá sao ta chắc vớt về bệnh. Quá trời luôn, nó lên đó nó phơi nắng nè. Mà sao nó leo lên hay vậy ta? Có đường lên chứ. Hay là nước lớn nước rồng nó lên. Hay nước vô không? Con đó nó bự ha. Quá trời. Để đi vòng ngoài trước đi. Đây điện thờ Long Mẫu. Vòng vòng toàn là miếng sành miếng sứ không. Ta lắp ghép lại biết bao nhiêu thôi. Cái này dán bằng miếng không. Đây là cái cồn giữa sông thôi. Cá nổi nột quá trời. Bên kia là An Phú Đông. Phía sau đây bác đủ thứ nước. Cá là để phóng sanh. À, chút ăn ủ cũng được. Sức khỏe đòi hỏi giả cô giáo quả tánh thành phần không chỉ là được. Tại vì một 24 tiếng đồng hồ chỉ là 4 tiếng đồng hồ những người này ra đời là của mình, không có là do hết. Con sinh ra 12 giờ là dốt, 3 giờ là dốt, chỉ là 1, 2 giờ là của mình. Ha, là Phật Linh giờ. Ha. Đây là vòng vòng thêm bên ngoài. Nhà, quê nhà, họ.
Đây dòng dòng ra. Đây là bên hông. Thì mình sẽ đi vô tránh điện. Đây được có bán vàng bạc quá trời. Thấy cậu cũng được quá anh nha. 2878 chiều nay luôn. Rồi đeo phong thủy. Này cũng đẹp. Đây là phía bên phải của miếu. Thì cũng cặp mấy sông luôn, bốn mặt đều là sông. Đây có cây cổ thụ. Miếu này nghe nói đó, tồn tại trên 300 năm. Giờ mình sẽ đi vô trong chánh điện lần nữa. Hay là mình đi phía sau của chánh điện. Giờ mình sẽ dòng vô phía trước. Này cũng gọn ra khoảng chừng hơn 1.000 mét vuông. Quá trời, toàn bằng miễn sành miễn xứ, người ta ốp lát vô cột vô tường đồ. Này có mèo bồ câu rồi ở trú bên trên đó, con mèo à, chỗ này à, chỗ này lúc cái đuôi ra đó. Đây có thờ đại thánh gia, đại thánh gia. Tượng thần tài hữu địa quá trời. Quan công to ha. Quan công rất to. Đó là chuẩn bị phóng sinh. Không. Miếu thì vòng vòng có nhiêu cây cối. Em đi trời nắng nên đây, quá trời bồ câu nó bay trên đó. Đâu hết rồi? Gần sau có quán nước đó. Tao đi rồi. Tao đi mất tiêu rồi. Hẳn thấy cái tháp cao cao đó. Tháp đó 81 tầng đó. Chứ bằng cái tên gì đó. Nhà thờ Đức Bà bên đó nó thấy hai cái chớp lên không? Dạ. Bên đó là quận 1 đó gì đó. Vô tháp 81 tầng gì đó, vô chơi đó vô lắm. Nhưng người nói một vé lên 800 ngàn gì đó. Mắc gì vậy? Tiền đâu mà lên đến tới trên đó. 6 người biết nhiêu tiền. Đi lên đó tham quan thôi mà vé 800 đó. Có ăn uống rồi mà tính riêng. Đi vòng sau đi, có quán làm sao đó.
chồng em nó coi đồ cổ trống hay gì. Cây cây cối cũng nhiều, cũng mát mẻ. Chút xíu xuống phà mình lấy cái cảnh xa xa cho mọi người dòm. Cây là cây sa kê. Sa kê qua mùa rồi, đào hởm trái nhiều lắm. Đào bông nhiều quá trời bông. Để đó mình đi nghe tết tây ba cái bông, nó trồng bông hướng dương á, dài dài đấy nhiều lắm. Đào đi nghe tết tây 2015. Diệu Anh ơi, Diệu Anh đang đâu hả? Dạ. Gò Dấp. Ý là Gò Dấp lên lắp giò. Nếu thì vòng vòng có nhiêu đâu thôi, chừng khoảng chừng hơn công đất rồi. Kết thúc video nha.